Đây, xin chào Vũ Vi và các bạn và chào các em. Hôm nay để chào Luật nhé, chào bạn Trung Minh. À đấy, Trung Minh khi nào gửi cho thầy xin cái đề thi ngày 2 nhé. Từ hôm giờ thầy mãi đi phượt quá mà chưa xin lại. Thầy chào bạn Thành nhé, bạn Chiến. À, đó Gia Huy. Sau khi thi xong phê quá. Thầy mấy hôm nay thầy lượn lờ khắp nơi, đang ở nhà vui vui cái không thầy lại cái smile này của Zoom nó không có chữ thả like nhỉ, lại thả cười ha ha thế này. Rồi, cả nhà sắp vào đầy đủ rồi. Cô Nhung vừa bay ra lại vào đâu đâu mất rồi. Thầy chào bạn Thuận nhé, có Trường Sơn này. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chuyên đề bài bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Ở buổi học trước thì chúng ta đã tìm hiểu cái giải thuật đi tra để tìm bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Đấy, tìm đường đi ngắn nhất. Và trong cái tư tưởng của bài toán ra tìm đường đi ngắn nhất thì ta sẽ đi từ một đỉnh, ta đi đến các cái đỉnh còn lại, tìm đường đi ngắn nhất đến tất cả các đỉnh. Và kết quả của bài toán đó chính là cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất cho tới cái đỉnh ta cần đến. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ quay sang lại cái giải thuật đi tra cho thầy thử thầy mở cái file được sao con, cái con này đây đây đây, đây. Tới thời điểm này chúng ta đã có quên thầy chưa chia sẻ màn hình nhỉ? Chả trách thấy Zoom nó báo lỗi, nó báo. Tới thời điểm này chúng ta đã có được hai cái công cụ để giải quyết cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Nếu để tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh S với đỉnh T thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái giải thuật For-Berman. Và chúng ta đã cài đặt cả thành công và làm phân tích rất kỹ về giải thuật này rồi. Ở buổi trước chúng ta đã nói nhanh chóng về cái giải thuật tìm đường đi ngắn nhất bằng cái giải thuật Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất. Hiện nay thì cái phiên bản Dijkstra nó có một số các cái phiên bản cài đặt khác nhau. Rồi trong đó ta sử dụng Dijkstra thường, Dijkstra hip hoặc là ta sử dụng cái giải thuật Dijkstra cổ điển nguyên thủy của nó. Và ta nhận thấy rằng cái giải thuật, ví dụ như ta lấy code của Thuận ở đây cho dễ quan sát để chúng ta phân tích lại cái giải thuật. Vậy thì trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại bài toán là tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh S và đỉnh T theo giải thuật Dijkstra. Và bây giờ ta sẽ về thủ tục truy vết giải thuật For-Berman, giải thuật Dijkstra. Hôm trước đây là bài bài Forbes, cái bài đồ thị để tìm đường đi ấy. Nào, ok rồi, ta lấy luôn để thầy lấy cốt của cái bạn học sinh của thầy, cô đi tra khá đẹp, lấy cốt của bạn Quân. Có thể gửi qua cửa sổ Zoom, cửa sổ Zalo đi. Bây giờ các bạn tải cái file đi tra của bạn Quân gửi về trong nhóm Zalo để thầy cho mình cùng xem cho dễ. Ở đây thì Zoom nó trên Word thì các em nhìn nó không thấy tổng quát.
Rồi, các bạn nhìn thấy ở bây giờ tới thời điểm này thì các bạn nhận thấy rằng giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa một đỉnh cho đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị, thì từ đó ta sẽ đưa ra được các cái bài toán khác nhau trên đồ thị có hướng hay trên đồ thị vô hướng. Với các dữ kiện thay đổi thì nó sẽ ra được ngay một bài toán đồ thị khác nhau. Và ta nhận thấy rằng với cái lớp bài về tập đồ thị ở thi học sinh giỏi cấp độ cấp tỉnh thì nó thực sự không thể là bài khó được, bởi vì nó xoay quanh chỉ có một số các cái giải thuật cơ bản như duyệt theo chiều rộng, duyệt theo chiều sâu, giải thuật tìm đường đi ngắn nhất, rồi tìm có giải thuật khó hơn ta đi tìm khớp cầu. Đấy thì là những cái giải thuật mà ta thường xuyên gặp phải. Vậy thì hôm nay thì ta vẫn đang ở cái bài toán tìm đường, giải thuật tìm đường đi ngắn nhất. Thì các bạn xem code ở trong nhóm Zalo thầy đã gửi để chúng ta sẽ quay trở lại phân tích lại. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ thì ta quay trở lại cái bài toán như sau. Bài toán phát biểu cái cổ điển của bài toán tìm đường đi ngắn nhất bởi cái giải thuật Y chang đó là trong một đồ thị gồm bao gồm có n đỉnh, m cạnh, và bây giờ công việc của ta với mỗi cạnh thì nó có thể là có đường đi có hướng hoặc là đường đi vô hướng. Chúng ta sẽ thực hiện là hãy tìm đường đi từ đỉnh xuất phát là đỉnh start và đi đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị. Đó là các cái đỉnh là trừ cái đỉnh xuất phát ra, thì người ta hỏi là cái đường đi ngắn nhất từ đỉnh này đến tất cả các đỉnh còn lại là bao nhiêu. Thì rõ ràng ta có được cái bài toán là bằng áp dụng cái giải thuật tìm đường đi ngắn nhất, và ta giải thuật xong giải quyết nó xong bằng giải thuật Fourier vào buổi trước. Ta đã tìm hiểu về lý thuyết giải thuật Y chang. Vậy thì hôm nay ta sẽ quay lại với một cái code giải thuật Y chang, ta sử dụng danh sách cạnh. Nó khá code nó khá theo thầy nghĩ là nó khá sáng, nhưng nó khá dễ hiểu. Và khi các bạn làm bài tập ở mức độ thi cấp tỉnh thì với cái giải thuật tìm đường đi ngắn nhất thì các bạn chỉ cần cài đặt theo cái giải thuật Y chang như thầy vừa gửi cho tới các em là được. Đấy. Bởi vì nó khá rõ ràng, code cài đặt ngắn và nhanh gọn, ta chưa cần phải sử dụng quá nhiều các cái thủ thuật. Rồi, nói thế thì phải bày bắn nó sang code block nữa. Như thầy đang chia sẻ thằng nào đây? Thầy đang chia sẻ thằng Word này, các bạn chờ tí nhé. Các em tải cái file Digitra ở trong nhóm Zalo thầy vừa gửi nhé. Ta tham khảo một cách cài đặt, cách tổ chức chương trình. Hôm trước bạn Thuận cũng đã gửi tới cách sử dụng Digitra, để tổ Digitra của bạn Thuận cài đặt trông rất chuyên nghiệp. Format lại code đấy. Để xem khi cô thầy thích rất thích kiểu để cho nó ngọt ngọt à. Thì lấy một cái tay đi. Ta có n đỉnh này, ta có m cạnh này, đỉnh xuất phát là đỉnh 1 này. Đấy.
Và đây ta có các cạnh như sau. Đấy, các bạn quan sát nhé. Để lấy cái test. Ta có một đồ thị bao gồm có 8 đỉnh và ta có nhiều cạnh thế nhỉ? Có tận 9 cạnh và đồ thị của nó là đồ đấy. Và bây giờ với các cái đỉnh này có đường đi có trọng số như thế này. Ta xuất phát từ đỉnh 1, hỏi đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 là bao nhiêu? Từ đỉnh 1 đến đỉnh 3 là bao nhiêu? Đấy. Ta chạy chương trình. Nhưng bên phải thì đi giết cha với chữ F. Từ đỉnh 1 đến đỉnh 1 là 0, từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 là 8. Rồi ta xem trên đồ thị nhé. Từ đỉnh 1 cho đi đến đỉnh 2, cái đồ thị thứ nhất rồi nhỉ. Từ 1 đến đỉnh 2 đây, nó đi từ 1 qua 3 qua 2 là chi phí là hết là 8. Các bạn nhìn thấy đồ thị này đấy chứ. Để gửi lại cái đồ thị này cho mọi người nhìn quan sát nó dễ hơn. Đấy. Mọi người nhìn theo nhé. Rồi kế tiếp nữa, từ 1 đến 3 là 4. Vậy ta xem này. Từ 1 đến 3 là 4. Rồi từ 1 đến 4 là 12. 1 đi qua. Để từ 1 đến 4 là 12, nó đi từ 1 qua 3 qua 4. Thì tổng trọng số của nó sẽ là đi qua đây. Đi qua đây tổng là 14. Như vậy nó sẽ không đi qua đường đấy. Nó sẽ đi qua đường này. Đi qua đường dưới. Nó lại vòng lên đường trên. Như vậy từ 1 đến 4 nó đi theo đường dưới. Tổng chi phí nó của nó chỉ có 12 thôi. Đấy, nên file của ta thu được là 12. Đấy, tương tự như vậy. Đấy, ta thu được các cái tổng đường đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát. Vì bây giờ thầy muốn đỉnh xuất phát của thầy lấy một cái đỉnh khác ở trên đồ thị đi. Thầy muốn lấy đỉnh 3 đi. Đỉnh 3. Để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh này cho đến đỉnh 3. Thì ở đây thì nhận thấy rằng là nó có một số các cái đường đi nó không đi được từ đỉnh 3 cho đến tất cả các đỉnh còn lại. Thì ta thấy rằng từ đỉnh 3 đến đỉnh 1 không có đường đi. Từ đỉnh 3 đến đỉnh 1 không có đường đi. Đúng rồi, nó không 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 thấy có một cái mũi tên nào nó quay ngược trở lại. Từ đỉnh 3 đến đỉnh 2 có chi phí bằng 4. Đấy, ta xem chi phí bằng 4 đúng không? Chi bằng 4. Rồi từ đỉnh 3 về đỉnh 3 là 0, bỏ qua. Từ đỉnh 3 về đỉnh 4 là chi phí là 8. Từ 3 đến 4 nó đi chi phí bằng 8, bởi lẽ trong cái quá trình nó for ấy, cái thằng DV của mình nó được cập nhật đi từ DV là đường khoảng cách đi từ đỉnh 3 đến đỉnh 4 thì nó sẽ đi từ đỉnh 3, khi đó đỉnh này là đỉnh U đây. Thì nó sẽ đi từ đỉnh xuất phát đi đến đỉnh U, sau đó nó lấy cộng với thằng CUV là trọng số của thằng này. Nó thấy rằng 2 cộng với 6 là bằng 8, bé hơn so với đi từ 3 cho đến thằng DV là 10, nên nó sẽ cập nhật là DV của mình sẽ là bằng là thằng D của U cộng với thằng CUV, là nó cập nhật cái trạng thái. Rồi, như vậy thì tương tự như vậy với các cái đỉnh còn lại. Vậy thì tới đây thì ta nhận thấy rằng khi cần cài đặt một cái giải thuật đi tra thì ta nha, bình thường thì ta có thể sử dụng thằng fill, thằng memset là những cái câu lệnh mà hay sử dụng câu lệnh để phủ một mảng bởi một giá trị. Thông thường bởi vì thì thầy hay for chạy từ đầu mảng đến cuối mảng, khởi tạo nó bởi giá trị vô cùng lớn. Ví như vô cùng lớn ở đây bạn khởi tạo là một E18, bởi vì tổng trọng số trên đường đi có thể là lớn. Ở đây sử dụng một cái mảng đánh dấu, sử dụng cái mảng để lưu khoảng cách, khai báo là kiểu dữ liệu là long long. Đấy. Bạn khai báo một cái biến define một cái long long là bởi chữ LL viết tắt cho nó ngắn gọn. Vậy thì để đi tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S thì bạn áp dụng giải thuật đi tra
để trả về bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Vậy thì với người ta sẽ đặt ra câu hỏi, vậy thì sau khi áp dụng giải thuật Dijkstra thì ta thu được cái gì? Cái quan trọng nhất là các bạn chỉ cần nắm được cái đấy, thì khi đó với một bài toán mới về đồ thị mà có tính chất là tìm đường đi ngắn nhất thì các em sẽ chủ động được hơn. Bởi lẽ với sau mỗi giải thuật, cái quan trọng nhất ta thu được cái gì? Ví dụ sau giải thuật sắp xếp nhanh, sau giải thuật sắp xếp quicksort là sắp xếp nhanh, cái ta thu được là một mảng đã được sắp xếp. Sau giải thuật Fobelman ta thu được cái thằng DV là chi phí nhỏ nhất để đi từ đỉnh start cho đi 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 đến đỉnh V. Thì còn với cái giải thuật Dijkstra thì cái ta thu được là trọng số của đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị. Đấy. Và khi khi đó thì bài toán nó sẽ đưa ra được những cái bài toán rất hay. Đó là bây giờ thì cái bài toán gấp hàng của cái con robot ấy. Cái con robot giao hàng nó phân loại hàng, nó chạy một cách rất chi là thủ công. Khi nó gấp một món hàng nào đó thì nó đứng ở một vị trí xuất phát. Nó gấp và nó đi tìm được cái đường đi ngắn nhất để nó đưa đến vị trí trả hàng. Sau đó thì nó lại quay trở lại điểm xuất phát, nó lại lấy một món hàng khác. Sau đó nó lại tìm, nó lại có được địa chỉ, nó lại đi đến cái điểm trả hàng thứ hai. Và cái quá trình như thế thì ta nhận thấy rằng là cái con robot nó sẽ phải đi trên một số cạnh rất nhiều lần. Đúng không? Và những cái cạnh đi qua nó có thể được đánh dấu. Và người ta có thể đưa ra những cái dữ kiện để cho cái bài toán của chúng ta là để bài toán của chúng ta là chỉ trên một số cạnh chỉ được đi không quá bao nhiêu lần chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì nhưng mà cái quan trọng nhất đầu tiên ta thu được là khi mà nó chọn được đi đến một cái đỉnh nào đó thì nó sẽ thường sẽ đi qua cái đỉnh, à quên, sẽ thường đi trên cái con đường tốt nhất là cái con đường có chi phí. Khi mà áp dụng giải thuật đi tra cho cái bài toán BF hôm trước ấy, thì ta nhận thấy rằng đây là một cái bài toán cho đồ thị khá hay trên bài cái thời gian thực. Bởi vì trong đồ thị thời gian thực thì các cái cung đường sẽ bị thay đổi về tính chất một chiều, tính chất hai chiều, có một số điểm bị khóa chẳng hạn, thì nó thành những bài toán mới. Thì tất cả những cái việc đấy nó chỉ liên quan tới cái công việc là xây dựng đồ thị đấy. Vậy thì khi cốt giải thuật Dijkstra, hay ta hay cố gắng tất cả các mọi việc khởi tạo này, hoặc khởi tạo các giá trị này, áp dụng giải thuật Dijkstra này, ta tổ chức nó trong một thủ tục. Bởi lẽ sau này nếu mà ta bị gọi nó là nhiều lần đấy thì ta đảm bảo được rằng là các giá trị được khởi tạo lại. Để từ đâu rồi tới đây các bạn trở thành một giây, trong lúc các bạn đang nhìn chị xem cái cốt nó của giải thuật Dijkstra của bạn Quân, cốt rất dễ dàng. Hiểu. Bạn chờ em tí nhé. Đấy, bình là hay nha. Hôm nay lâu lắm rồi chúng ta mới các bạn đã tham gia đầy đủ được cái cho đến đây lấy một cái bài
Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu xem nào, bây giờ có thêm đây. Một lần nhưng có nguyên Trường Sơn Minh Trung nhưng chiếm thành Đồng Phát nên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của cái giải thuật là đâu nhỉ, phải đang chia sẻ chỗ nào đây rồi. Rồi bây giờ với cái giải thuật code block với cái giải thuật đi tra thì chúng ta sẽ phân tích lại một cái bài toán này một cách rõ hơn nhé. Phát biểu lại bài toán cho một đồ thị bao gồm có n đỉnh, m cạnh, đỉnh xuất phát là đỉnh S. Yêu cầu là tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đi đến tất cả các đỉnh còn lại. Và sau thời điểm này, sau khi nói xong thì các bạn sẽ cần cài đặt tốt được cái giải thuật đi tra để tìm được đường đi ngắn nhất. Vậy thì bây giờ ta sẽ quay trở lại cái bài toán như sau. Đầu tiên thì ta có n đỉnh, m cạnh và đỉnh xuất phát. Ta đọc dữ liệu và ta sẽ xây dựng đồ thị. Khi ta gọi giải thuật đi tra S để thì ta sẽ trả về được trọng ta thu được một cái mảng lưu giá trị gọi là ta gọi là tổng trọng số nhỏ nhất từ đi đến cái đỉnh từ đỉnh S cho đến đỉnh còn lại trong đồ thị. Đấy. Khi với một cái bài toán lớn hơn thì ta có thể for đỉnh S để ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cái chiều ngược lại hoàn toàn được. Nhưng thông thường đường đi ngắn nhất từ E từ U đến V nếu trên đồ thị vô hướng thì nó sẽ cũng bằng đường đi ngắn nhất từ V về U. Còn trên đồ thị có hướng thì nó sẽ khác. Rồi bây giờ ta sẽ phân tích về cái giải thuật đi tra một lần nữa để vì hôm trước chúng ta sẽ phân tích nó hơi sơ sài một chút. Ở đầu tiên đâu nhỉ? Đầu tiên thì các bạn quan sát thấy là ở trên giải thuật này thì đầu tiên ta sẽ bây giờ cái mảng D của ta sẽ lưu là tổng trọng số đường đi ngắn nhất. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện luôn cái công việc là việc đầu tiên là ta đánh dấu D của thằng S bằng 0 cũng giống như trong giải thuật For-Berman ấy. Khi ta đánh dấu thằng D của S bằng 0 thể hiện rằng không đồ thị này nó là đơn đồ thị không có khuyên đấy nên đường đi xuất phát từ đỉnh S quay về đỉnh S có tổng trọng số bằng 0. Vì và không đi qua đỉnh khác. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là khởi tạo cái thằng DV bởi giá trị vô cùng lớn để ta sẽ bắt đầu cập nhật cái quá trình đi tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến một cái đỉnh V nào đấy. Cụ thể ở đây đó là đến đỉnh Y. Bây giờ thì ta sẽ thực hiện là ta sử dụng một cái mảng đánh dấu. Ở đây ta sử dụng mảng mask, thường thì thầy hay sử dụng mảng free để đánh dấu rằng là cái đỉnh này ta đang cố định hay là ta đang chưa đã xét đến hoặc là chưa xét đến. Việc chọn đến một đỉnh để cố định thì cái quá trình đó sẽ là ta sẽ cập nhật ta thông thường thì người ta hay có cái khái niệm gọi là cố định các cái nhãn hay là việc sửa nhãn nhãn đây đó là ta cập nhật lại cái chỉ số đỉnh. Đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện là duyệt qua tất cả các cái đỉnh thì cái việc ta sẽ lấy một cái đỉnh mà đang còn ta gọi là ta đang còn gọi là đang còn free ở trong đồ thị tức là có một cái đỉnh nào đó mà mình chưa đi đến và đây ta cố định một cái ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh và cái đỉnh đó chưa đi đến và cái đỉnh đó phải thỏa mãn điều kiện gì thì ta nhận thấy rằng nếu mà DI của mình ta đang duyệt thằng G nhé nếu thằng DG của mình mà nhỏ hơn thằng DV khi thằng DG nhỏ hơn thằng DV thì ta lại đặt ra câu hỏi luôn là DG là gì? DV là gì? Thì DG là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đi đến đỉnh G. DV là khoảng cách ngắn nhất từ đi từ đỉnh S cho về đỉnh V. Như vậy thì ta thấy rằng là DG nó nhỏ hơn DV thì điều đó chứng tỏ rằng cái đỉnh mà đầu tiên ta được chọn để đi từ đỉnh S cho đi đến một cái bước kế tiếp nào đó khác ấy thì nó phải đi trên cái con đường ngắn nhất cái con đường tốt hơn mà nó sẽ chọn do đó cái đỉnh được chọn đỉnh V đây bằng G đó chính là cái đường là đỉnh
có tổng đường đi tới thời điểm này là nhỏ hơn thì ta sẽ chọn. Như vậy thì ở đây cái thao tác này gọi là thao tác là chọn một cái đỉnh trong các cái trên cái đường đi mà sao cho tổng trọng số tới thời điểm đó là nhỏ nhất. Đấy. Thì cái đỉnh đó sẽ là cái đỉnh được chọn. Nhưng với điều kiện là đỉnh này trước đây chưa được chọn thì mình mới chọn nó. Nên ở đây thì ở chỗ này thì hay sử dụng cái mảng free hơn. Đấy. Nếu thằng Z đang còn free và cái khoảng cách đi đường đi từ đỉnh start cho đến đỉnh Z bé hơn đường đi từ đỉnh start cho đến đỉnh V, thì thầy chọn đỉnh V là cái đỉnh sẽ thực hiện cái ta gọi là thao tác đổi nhãn ấy. Ta gắn đỉnh V bằng thằng đỉnh Z. Rồi bây giờ khi đó ta thực hiện cái thao tác thứ hai, thao tác vừa rồi là ta sẽ cố định nhãn là để thao tác chọn ra được một cái đỉnh mà có cái chi phí tốt. Thì cái việc thứ hai thao tác của chúng ta là thao tác sửa nhãn để ta thực hiện cập nhật cái thằng D của mình. Đấy. Cập nhật cái thằng D của mình thì ta sẽ cập nhật cái thằng D nhỏ nhất trong các cái đường đi mà nó có thể chọn được. Đấy. Thì bây giờ bạn duyệt qua tất cả các cái đỉnh, cái vai trò vị trí UV của bạn ở đây, bạn sử dụng biến hơi khác đại biệt nhưng tôi cũng dùng luôn. Thì ta nhận thấy rằng là khi tổng trọng số của cái đường đi này mà cộng với cái chi phí của cạnh UV mà bé, thì cái thằng nào bé hơn thì ta cập nhật thằng đấy. Nên hôm trước mình có cái câu là nếu mà DV mà nhỏ hơn lớn hơn DU cộng CUV ấy, thì ta cập nhật thằng nó bằng DUV. Thì ở đây ta sử dụng hàm min luôn để cập nhật luôn. Còn nếu cần phải lưu vết đường đi thì ta nên so sánh và ta đánh dấu rằng để đi từng đỉnh này đến đỉnh kia thì ta sẽ đi qua, để đi đến đỉnh V ta phải đi qua đỉnh U giống như giải thập for Bema. Đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái việc chọn ra một đỉnh và sẽ thực hiện cập nhật các cái giá trị đỉnh, thì việc chọn ra một đỉnh thì người ta gọi là cố định nhãn, việc cập nhật các cái giá trị trên đỉnh thì người ta gọi là thao tác sửa nhãn. Về cơ bản là nó cập nhật trọng số đó, trên cái đường đi thôi, từ đỉnh xuất phát, và khi đó thì ta thu được một cái đường đi nó lưu ở trong mảng D để lưu được đường đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát cho đến đỉnh ta đang xét. Và khi đó nếu người ta hỏi, nếu đề bài quay trở lại bài toán cho đỉnh S và đỉnh T để đưa ra được đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T, thì mình chỉ việc CL thằng DT ra là được nhá. Rồi như vậy thì tới thời điểm này các bạn đã nắm chắc được cái giải thuật Dijkstra chưa? Các bạn nào cài đặt thành công được giải thuật Dijkstra rồi, các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt được giải thuật Dijkstra, các bạn comment cho thầy số 0 giúp thầy nhé, để thầy biết. Rồi Thuận vẫn như từ trước, rất chi là ngầu, nhanh chóng. Rồi Vũ Huy cũng chắc chắn rồi. Trung Minh đã cài được giải thuật Dijkstra chưa? Gia Huy. Rồi xin mời các bạn chúng mình cái gì mà 10 thầy tí nhá, thầy có một cái bài toán đi viết tra rất hay, thầy bỏ nó ở trong quyển nào nhỉ, giả cả quá rồi. Ở ngay đâu đây thôi. Ô, có một bài khá hay. Bài này thì cho các bạn áp dụng luôn nào.
Đây cũng có một bài rất hay, hóa ra cái bài này thầy đã từng đưa vào cái đề thi lập đội tuyển cấp quốc gia rồi. Bạn chờ thầy một giây nhé, thầy đang chia sẻ cái gì đây nhỉ? Rồi, có Phát, có Thành, Thành cốt được đi di cha rồi à? Rất tốt đây nha. Có Luật, có Chiến, Chu Minh, Vui, Sơn thì sao? Các bạn còn lại sao? Nguyên. Không phải năm đấy, tức là cốt các bộ các suất à? Đây rồi. Rồi, bây giờ bài toán tìm đường đi ngắn nhất, ta có luôn cái bài toán áp dụng rất hay. Chờ thầy một giây. Thầy vừa mới tìm lại được cái bài toán ở trong đề thi lập đội tuyển 2015, bài vé xe miễn phí. Cái bài kế tiếp là bài vé xe miễn phí thì tóm lại để cóp lại nó từ bên kia sang. Trăm bao nhiêu? 132. Rồi, để gửi tới các bạn bài tập 132. Ok, C5. Có câu hai rồi. Đúng Con ở đây mình nói. Chắc để đi nhé, nó chạy được luôn. Cái phần xe mít lý của thằng vừa tạo ra nó chạy được. Sao không mở được nhỉ? Đây đâu? Rồi thầy vừa gửi tới các bạn ở trong nhóm Zalo cái bài ứng dụng đầu tiên của giải giải thuật DigiCha là cái bài toán sử dụng vé xe miễn phí. Các bạn quan sát nhanh trong cái file này, xong thầy cho mình sẽ giải quyết nhanh. Cái bài toán như trên. Bài toán này thì nó ngang cái mức độ đề thi cấp tỉnh của các tỉnh hoặc là mức độ chọn đội tuyển, cũng có thể đưa vào mức ngày số 1 được. Đề bài là bao gồm cho
N đi, M cách. Đường đi trên đô thị, nếu không nhầm nó là cái đường đi hai chiều. Bây giờ thì anh này anh chọn cái đường đi với cái chi phí là nhỏ nhất. Tất nhiên thì hàng ngày anh này anh đi thì anh được tặng ra một cái chiếc vé miễn phí. Đấy. Cái tư tưởng miễn phí ở đây nó áp dụng rất hay. Và bây giờ việc áp dụng cái vé miễn phí thì ta chỉ được sử dụng một phát thôi. Như hôm trước thì ta giải cái bài toán này trên bằng cái giải thuật DFS rồi. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Sau đó trong các liệt kê tất cả các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Trong các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T, ta thử áp dụng vé miễn phí và ta chứng minh được rằng trên một đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T thì ta áp dụng vé miễn phí trên cạnh có trọng số lớn nhất thì sẽ thu được là chi phí nhỏ nhất trên con đường đi đó. Rồi trong tất cả các con đường đi tìm được thì đường đi nào có chi phí bé nhất, đó chính là kết quả của cái bài toán này. Đấy. Vậy thì ở bài toán này thì các em hoàn toàn có thể áp dụng được ba cái giải giải pháp đều có thể làm được. Giải pháp thứ nhất, các em sẽ áp dụng giải thuật DFS để bài toán tìm đường đi. Vậy thì ta quan sát như sau. Xem nhà ông này đang ở đâu nhỉ? À, anh này đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh N. Đấy. Đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh N. Đấy. Đấy, đỉnh 1 bên này, đỉnh N tận bên này. Rồi. Xem. Rồi như vậy thì qua cái phân tích vừa rồi thì ta nhận thấy rằng và với cái bài toán như trên thầy trò mình hoàn toàn có thể áp dụng được cái tư tưởng của giải thuật đi đi tra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 cho đến đỉnh N. Và để đi tìm được từ đỉnh 1 đến đỉnh N thì ở bài toán này do ta được phép áp dụng một vé miễn phí nên rõ ràng khi mà thầy áp dụng vé miễn phí thì thầy sẽ áp dụng một chỉ được áp dụng trên một cạnh nào đó. Có bạn bảo thưa thầy em áp dụng trên cạnh có trọng số lớn nhất có được không? Thực tế thì áp dụng cạnh trên cạnh có trọng số lớn nhất thì cũng không hẳn. Nếu mà ta chứng minh được rằng là có cách áp dụng khác có tổng trọng số lớn hơn thì thầy nghĩ là nó cũng sẽ có thể là có cái kinh nghiệm khác. Nhưng ở đây thì ta sẽ nghĩ theo cái tư tưởng duyệt toàn bộ, duyệt vét cạn với cái bài toán này. Thì bây giờ các bạn đọc kỹ đề 1 giây nhé, để thầy nạp test bài toán này vào phát. Bài toán này nó có trên nào. Nó đề 215, kiểu gì chắc cũng có test ở đâu đây. Nó là ngày 2, bài bus. Hơi to rồi. Thế thì tìm nó ở chỗ nào đây? À đi rồi, may quá, may quá. Bạn đọc kỹ đề xong ở bài này ta sẽ cài đặt luôn nhé. Bài bước này cũng phải bài bước này, thế nó mới buồn chứ. Thì nghe cái bài thì lại
Bài vở sinh nhật. Chừng đúng đây lại gần thôi, tóm lại thì đưa sinh tech cũng được rồi. Bây giờ ta quay trở lại cái bài toán đầu tiên mà trong cái chuyên đề áp dụng cái bài toán giải thuật tìm đường đi ngắn nhất, thì cái bài này thì ta sẽ áp dụng luôn cái giải thuật Dijkstra cũng được vậy ạ. Và ta nhận thấy như thế này, về khi mô tả bài đồ thị thì ta có hai cái xu hướng, hoặc là ta sử dụng là ma trận kê, hoặc là ta sử dụng là ta sử dụng danh sách để lưu các cái đỉnh kề của nhau. Vậy ta bắt đầu làm luôn với ý tưởng bài toán này. À, đầu tiên là ta có xác định bài toán trước. Hôm nay có bạn học sinh đội tuyển khóa mới chia sẻ bảo thưa thầy em đọc đề em không biết đề nó cho cái gì, hỏi cần tìm cái gì. Vậy thì thầy cũng nhắc mình vậy, em phải cần phải xác định tốt bài toán. Input của bài toán này là nhập n, m và danh sách cạnh UV. Rồi. Bây giờ anh này anh xuất phát từ đỉnh S. Chính xác đấy vui. À, giống như hôm trước Trung Minh bảo sau khi đi đọc đề, đọc xong cái bài đồ thị, đọc xong chẳng biết đề này, cũng hiểu mang máng là nó cho cái gì, hỏi cái gì, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu và nên áp dụng giải thuật gì. Với cái đề thi ở mức độ cấp tỉnh thì nó không thể quá khó được, nhất là các bài tập đồ thị, nên các em cứ yên tâm. Đi thi chỉ mong trúng đồ thị để làm thôi. Bởi vì chúng mấy cái bài số học nâng cao còn chết hơn, chúng mấy bài quy hệ động nâng cao còn chết luôn, chúng mấy bài cấu trúc dữ liệu cài đặt hết hơi, chúng mấy bài đồ thị cốt tí là xong. Output của bài toán người ta yêu cầu là cái chi phí nhỏ nhất đỉnh một tới đỉnh n có áp dụng. Bởi vì bài toán này thì tổng chi phí trên đường đi là luôn có trọng số là dương, nên khi ta bớt đi được một vé nào đó thì chắc chắn chi phí của nó sẽ tốt hơn. Vậy thì thuật toán ở cái bài toán này đầu tiên thì ta có cái sắp tác một đầu tiên. Ở sắp tác một thì các bạn nghĩ ngay đến cái bài toán ở trong cái phần đầu hôm trước trong giải thuật tìm đường đi ngắn nhất, quên, trên giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu. Thì ta có thể quay về bài toán cơ sở là cho cái đỉnh S và đỉnh T, hãy liệt kê các đường đi từ đỉnh S tới đỉnh T và trọng số và tổng trọng số của từng đường đi. Đấy. Thì với cái bài toán cơ sở là bài toán này thì ở bài toán trên thì ta nhận thấy với mỗi đường đi tìm được ta sẽ áp dụng vé miễn phí trên cái cạnh có giá trị lớn nhất. Đấy. Bởi vì trên một đường đi, ví dụ như thầy đi qua ba cạnh, cạnh thứ nhất có trọng số là 3, 7 và 5, thì rõ ràng để tổng chi phí trên đường đi đấy thì thầy sẽ áp dụng vé miễn phí cho cái số 7. Thì tổng đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T nếu đi theo con đường đó thì nó mất có 3 cộng 5 bằng 8 chẳng hạn. Đấy. Vậy thì ta sẽ áp dụng vé miễn phí trên cạnh có giá trị là lớn nhất để thu được trọng số nhỏ nhất. Đi là nhỏ nhất.
Đấy. Như vậy tới thời điểm này thì sau khi áp dụng giải thuật DFS xong, thầy trò mình có 1001 cái giải thuật bài tập về DFS. À thế à, ôi đi học trẻ huyện đã có bài này rồi á, Vũ Huy ngầu ghê. Mà vậy thì với cái sắp tăng như thế này thì tới thời điểm này các bạn nào mà chưa cài đặt được giải thuật DFS thì các bạn nhớ nhắn cho thầy nhé, để thầy gửi. À mà thôi, có lẽ để thầy sẽ gửi lại cái tài liệu DFS cho tới các em. Tất cả các bài tập về giải thuật DFS nó nằm trong cái phần lập trình nâng cao mà thầy trò mình đã trải qua rồi, ở phần trước rồi. Đó là giờ bài toán duyệt đồ thị theo chiều sâu. Thì ở cái phần này thì chúng ta đi theo bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Thì ta chỉ nhắc lại thôi chứ ta... Vậy thì tới cái, nếu mà theo cách như thế này thì ta nhận thấy rằng là cái tư tưởng duyệt qua tất cả các đỉnh để tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T, ta duyệt tất cả mọi đường đi và ta tính tổng tổng trọng số trên đường đi đấy. Trong quá trình tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T, ta sử dụng mảng chây để lưu vết các đường đi đấy. Và trong cái quá trình lưu vết đường đi rồi thì với mỗi cái đường đi thu được thì ta sẽ tìm luôn cái giá trị lớn nhất của một cái cạnh nào đó, và tổng chi phí của nó. Thì thay vì việc ta chọn cạnh nào thì các bạn chỉ việc tìm giá trị lớn nhất trong các cái cạnh trên đường đi đó và lấy cái biến tổng trừ đi cái thằng lớn nhất đấy là sẽ thu được cái giá trị nhỏ nhất trên cái đường đi này. Tương tự như vậy thì với tất cả các cái đường đi thì với mới trong tất cả các giá trị nhỏ nhất đấy, giá trị nào mà tốt hơn nữa thì đó chính là kết quả của bài toán. Vậy thì trong giờ thi, nếu các bạn không cài đặt được giải thuật Fourier, không cài được giải thuật Dijkstra thì hãy cố gắng áp dụng giải thuật DFS nhé. Bởi lẽ khi đi thi thì có nhiều tình huống xảy ra, và nhất là những lúc mà mình ngáo lên mình cài đặt không thành công ấy, thì các em hãy cố gắng nghĩ về những giải thuật cơ bản mà mình có thể nhớ được. Đó là cái sắp tác thứ nhất. Sắp tác thứ hai đó là cái giải thuật thứ hai thầy trò mình đã được học, đó là giải thuật Fourier. Thì ta cũng áp dụng cái giải thuật Fourier. Đấy, để tìm đường đi ngắn nhất từ S cho tới T, trong đó S là đỉnh 1, T là đỉnh N. Tuy nhiên thì ta nhận thấy như thế này, do mình áp dụng vé miễn phí ký trên một cạnh nào đó, nên cái đồ thị của mình nên cái việc áp dụng giải thuật Fourier này phải thực hiện nhiều lần, nên áp dụng giải thuật Fourier này thực hiện là thông thường ta sẽ thực hiện là m trừ một lần đấy. Thôi, thực hiện luôn m lần này, cho nó m là số lượng cạnh trên đồ thị đấy. Với một cái đồ thị thưa, đồ thị thưa là đồ thị bao gồm có ít đỉnh nhiều cạnh, thì ta nhận thấy rằng với một cái đồ thị thưa thì ta hoàn toàn có thể áp dụng cái giải thuật Fourier. Nhưng mà ta thấy rằng là giống như hôm trước ấy, cái bài Fourier hôm trước mình làm ấy, là ta sẽ cần phải cập nhật và xây dựng đồ thị nhiều lần. Đấy. Và như vậy thì chỗ này thì ta có thể chia giải thuật bao gồm có cái bước 1 là ta sẽ thực hiện là nhập n. Nhập dữ liệu. Bước thứ hai thì ta sẽ đọc các cái cạnh lưu vào một cái mảng, vào ví dụ như thầy có thằng một bộ số là U này, V và CUV, các bạn lưu nó vào cái gì cũng được. Đấy. Và các bạn lưu nó vào vector, vào struct hay lưu nó vào đâu đó. Và tại sao thầy muốn đọc cạnh này mà ta thầy chưa muốn xây dựng đồ thị luôn? Tức là thầy sẽ lưu các cái giá trị này lại. Và bây giờ sang bước 3 thì ta sẽ thực hiện là duyệt từ 1 cho tới n. À, từ 1 cho tới m. Để thực hiện cái công việc là thử.
Đấy. Khi thầy duyệt từ 1 cho đến M thì thầy thực hiện cái công việc đó là thử xây dựng đồ thị. Đấy. Đó là thử áp dụng. Gọi là áp dụng vé miễn phí vào cạnh thứ y trong M cạnh này. Và khi áp dụng vé miễn phí ở đây thì ta nhận thấy là ta sẽ áp dụng vé miễn phí bằng cách là gắn trọng số của nó. Số là bằng 0. Đấy. Và sau đó ta tới thời điểm này ta mới thực hiện là xây dựng đồ thị. Ta thực hiện xây dựng đồ thị bằng cái cách các bạn sử dụng ma trận kè hay sử dụng danh sách cũng đều được. Sau đó ta áp dụng giải thuật. Ta gọi cái giải thuật Fourier-Man. Để đi tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Thì khi đó các bạn thì sẽ thu được thằng DT là kết quả của bạn. Là kết quả thôi, là đường đi ngắn nhất. Nếu áp dụng vé tại cạnh y đấy, vậy thì khi đó thì ta nhận thấy rằng cái thằng DT này giống như hôm trước mình áp dụng cái thằng cái biến Kamin cho cái bài Fourbell hôm trước ấy, thì tới đây thì ta thu được cái thằng đường đi ngắn nhất rồi. Thì bây giờ ta sẽ thực hiện cập nhật kết quả của bài toán. Bởi vì người ta hỏi rằng đường đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh N của mình trong các cái đường đi ngắn nha, trong các cái đường đi đấy, thì nếu mà ta áp dụng vé miễn phí thì đường đi nào là ngắn nhất, thì khi đó ta mới thực hiện. Ví dụ như đây thầy gắn Z thì bằng giá trị nhỏ nhất của thằng Z với cái thằng biến DT, trong đó DT là tổng cái đây là tổng đường đi ngắn nhất cho tới đỉnh T. Với cái bài toán này thì đỉnh T đó chính là đỉnh N, đỉnh S chính là đỉnh 1. Nhưng gọi tổng quát lên thì đó là từ đỉnh S đến đỉnh T. Bởi vì đi thi chẳng mấy khi mình gặp được cái bài toán từ đỉnh đỉnh S đến đỉnh T đâu, mà nó sẽ là các cái đỉnh trung gian trong đồ thị. Rồi tới đây thì ta nhận thấy rằng là cái quá trình này nó sẽ chạy lại một phát nữa. Vậy thì cái việc áp dụng cạnh nào đó vào thì nó sẽ phải khởi tạo lại đồ thị nhé. Việc khởi tạo lại đồ thị tức là nó lại phải xây dựng lại đồ thị và nó lại áp dụng cả giải thuật Fourier-Man để thực hiện với cái bài toán này. Vậy thì ta thấy rằng cái tư tưởng là xóa một cạnh là ta sẽ làm như thế này nhé. Và việc cài đặt thành công nó là cái việc rất cần thiết để các em có thể cài đặt thành công áp dụng giải thuật Fourier-Man để cài đặt thành công nó. Ở cái mức độ 3 ta sử dụng cái thằng giải thuật Dijkstra. Khi mà ta áp dụng giải thuật Dijkstra thì ta nhận thấy rằng tư tưởng áp dụng của giải thuật Dijkstra ta cũng áp dụng y giống như cái thằng Satakai, nhưng thay vì gọi cái thằng thay vì ta gọi cái giải thuật Fourier-Man để tìm đường đi ngắn nhất thì ta gọi cái giải thuật Dijkstra. Giải thuật Dijkstra và để tìm đường đi ngắn nhất. Hiện nay thì khi mà sử dụng Dijkstra thì người ta hay sử dụng thằng Dijkstra heap. Đấy, thì tí nữa trong cái code, trong cái code Dijkstra thầy đã gửi tới các em có hai loại code Dijkstra. Loại là Dijkstra cơ bản giống như của bạn Quân, Dijkstra heap giống như của bạn Thuận đã gửi ở trong nhóm. Các bạn nào mà chưa có cái code đấy thì các bạn lăn lên ở trong nhóm Zalo nhé, để sẽ nhìn được cái cách sử dụng nó khá đơn giản. Có bạn bảo thì thấy làm sao mà nắm được cái giải thuật Dijkstra này. Tư tưởng của giải thuật Dijkstra rất dễ nhớ, còn code giải thuật Dijkstra bạn nào cũng nhớ được thì nó cố gắng học thuộc, nó rất đơn giản thôi. Hoặc là các em sẽ cài đặt theo cái tư tưởng đấy. Cái chúng ta đang quan tâm bây giờ là làm sao áp dụng được giải thuật Dijkstra trong một bài tập mới, chính là cái mà thầy muốn chia sẻ với các em.
chứ không phải là ta học thuộc cốt giải được đi tra và thầy trình bày lại nhé. Cái quan trọng nhất là thông thường ta sẽ sử dụng giải thuật DigiChad Heap cho cái giải thuật của mình chạy nhanh hơn. Còn nếu không sử dụng DigiChad Heap thì thằng Forbeman và DigiChad cơ bản nó chạy cái độ chậm tương đương nhau đấy. Chờ thầy tí. Rồi. Vậy thì với cái mô hình ở cái bài toán này thì ta cũng nhận thấy rằng cái việc tổ chức của đấy đang sao ở giữa xong nó có cái độ cái rồi với cái tư tưởng như trên thì ta nhận thấy rằng cái bài toán của chúng ta sẽ giải quyết được. Trong cái quá trình làm này thì có bạn học sinh đề xuất với thầy là trên cái đồ thị này ấy, trên cái đồ thị này bạn áp dụng luôn cái trọng số vé miễn phí trên cái trọng số lớn nhất của tức là trong các cái cạnh ấy, thì bạn áp dụng luôn vào cái cạnh mà có trọng số lớn nhất. Sau đó bạn sử dụng DigiChad Heap để tìm đường đi ngắn nhất từ S đến T. Thế là xong. Và trong quá trình cài đặt thì bạn ấy cũng đúng được rất nhiều test và có đặt ra câu hỏi là cái giải thuật đó nó có đúng hoàn toàn hay không. Tới thời điểm này thì thầy thấy rằng cái giải thuật mà áp dụng cái vé miễn phí trên trọng số cạnh có trọng số lớn nhất thì thực tế là cũng hơi hoang mang. Theo thầy nghĩ có thể nó chỉ đúng trong trường hợp là có một cạnh có trọng số lớn nhất. Cũng chưa chưa hoàn toàn minh chứng được, có thể là nó có rất nhiều trường hợp. Bởi vì có cái dữ kiện thầy trò mình chưa tận dụng được, đó là trọng số của nó là số nguyên dương, nó có thể đi qua đỉnh đấy hoặc đi qua cạnh đấy hoặc không đi qua cạnh đấy, nhưng rõ ràng cái cạnh lớn nhất chắc chắn là nó sẽ không đi qua. Thì nếu mà mình khởi tạo bằng không thì cũng có thể là đúng. Tới thời điểm này thầy vẫn chưa lấy được cái test mà nó. Hôm trước có bạn đề xuất, đợt trước có bạn đề xuất cho thầy với cái cách đấy. Như vậy thì với cái bài toán cái cách sắp tác 3 này là cái cách mong muốn các em cài đặt được. Đây. Ta sử dụng đi trang hit để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Khi nào thầy tạo xong test bài này thầy nhắn ở trong nhóm thì các bạn hãy nộp bài này nhé. Bài này rất tiếc thầy tìm được đề, thầy nhớ ra được cái đề nhưng mà lại không tìm thấy test của nó. Tại thời điểm này chưa tìm thấy test nhưng tí nữa ta sẽ có bài. Như vậy thì qua cái bài áp dụng đầu tiên thì ta nhận thấy rằng là giải thuật DigiChad ngoài cái việc áp dụng để tìm đường đi từ S cho đến T, nó cũng có thể áp dụng cho bài toán được áp dụng nhiều lần ở nhiều phương hướng. Phương hướng thứ nhất đó là cạnh của đồ thị thay đổi. Thì khi đó việc xây dựng đồ thị nó sẽ thu được một đồ thị mới và ta sẽ đi di tra trên đồ thị đó. Vì thế trong cái bài thi ở mức độ cấp tỉnh các bạn không cần học đâu quá cao xa, hãy học lấy cái giải thuật đi di tra cơ bản mà khi nãy thầy vừa chia sẻ. Đâu rồi nhỉ? Cái giải thuật đi di tra khi nãy thầy vừa chèn nó ở chỗ nào rồi nhỉ? Chờ thêm một giây, thầy vừa chèn nó. Để dành cho kể về cuộc đi di tra hiếp của bình thường đi di tra của đây.
Rồi, trong cái bài thi ở mức độ cấp tỉnh, các em chỉ cần cài đặt giải thuật DigiCha thường cũng được. Tuy nhiên thầy trò mình luôn mong muốn các bạn nào cài rồi đặt được DigiCha hit rồi thì ta hãy tiếp tục cài là DigiCha hit nhé. Dạ, con bắt con nhà thầy nó lại nghịch. Thầy đang nói dở với các bạn là khi trong một cái bài thi ở mức độ cấp tỉnh thì các bài tập về đồ thị test thường không lớn, thường không thể quá lớn, nhưng nói chung là test đồ thị là bé. Thì vì thế các em hãy cố gắng rằng là quên thầy lấy code đi tra bên này đã format rồi thầy thầy code này thì các bạn chỉ cần cài đặt được cái giải thuật DigiCha cơ bản này thì bài giải thuật của mình có thể là đạt full điểm bài toán đấy rồi. Tuy nhiên ở mức độ cao hơn cứ vòng lập đội tuyển cấp quốc gia thì các em cần biết được DigiCha hết, nhưng mà DigiCha cũng là chỉ là một phần thôi. Cái mô quan trọng nhất là ta tìm được cái ý tưởng để giải quyết cái bài toán mà bài bài toán đó đấy, thầy thêm vào đây để và với cái bài toán này thì các bạn nhận thấy rằng à, để đi tìm đường đi ngắn nhất thì ta sẽ áp dụng giải thuật tìm đường đi ngắn nhất, có ba cái công cụ để chọn: công cụ tệ nhất DFS, công cụ tệ thứ hai là Fourierman, và công cụ tốt hơn một tí ta sử dụng DigiCha, và công cụ kế tiếp nữa ta sử dụng DigiCha Heap nha. Đó là các cái công cụ để giải quyết bài toán này. Nhưng cái hay nhất của bài toán này là mình chứng minh được rằng là cái việc áp dụng vé miễn phí là ta nên thử áp dụng ở lần lượt các cạnh trong đồ thị. Nếu áp dụng ở cạnh nào thì trọng số của cạnh đó bằng không và ta xây dựng đồ thị mới, chứ ta không xây dựng ngay từ đầu nhé, thì ta xây dựng đồ thị mới. Và sau khi xây dựng đồ thị mới với cái cạnh vừa xây dựng là cái cạnh thứ y có trọng số bằng không ấy, thì ta mới quay trở lại áp dụng giải thuật tìm đường đi ngắn nhất đấy. Và cái tính mới ở của bài toán so với bài toán tìm đường đi ngắn nhất, cái tính mới của cái đề thi cái bài bài này đó chính là xây dựng lại. Với mỗi bài toán hãy xây dựng đồ thị và áp dụng giải thuật tìm đường đi ngắn nhất nhiều lần. Đó là một cái mô hình bài toán chung phổ biến nhất hiện nay cho cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Bài toán này nó lặp lại m lần bởi vì ta thử m áp dụng ở m cái. Còn cái nếu để chứng minh được rằng áp dụng cái cạnh có trọng số lớn nhất để đi được tìm đường đi ngắn nhất thì cũng chưa chắc, biết đâu cái cạnh lớn nhất đấy nó lại không có đường đi, không nằm trên đường đi tốt nhất thì sao, đúng không? Rồi, bây giờ ta có bài toán này và thầy hy vọng là các em sẽ cài đặt được giải thuật này thành công trong ba cách. Cách một giải thuật DFS, cách thứ hai là giải thuật tìm đường đi bài kia là bài friendly, tôi nhớ ra rồi. Còn một cái bài nữa. Đây rồi. À, đây chính chính là bài toán này đây. À, may quá. Mày thầy vẫn nhớ ra được cái bài toán này. Tôi thì bài toán này thì sport nó ra luôn để gửi đến các em luôn. Và bài toán thứ hai thầy cho mình tiếp cận đến để áp dụng được cái tư tưởng để áp dụng được. Cái này của em bắt đầu trễ. Ừ.
Mọi người tải giúp thầy ở trong bài friend ở trong nhóm Zalo về nhé. Để thầy thêm tiếp vào đây. Rồi, thầy lấy cái đồ thị ở đây lên. Lắp cái đồ thị ra như này để đọc đề cho dễ hơn tí. Phải in đâu nhỉ? À, cái dòng thứ hai là nhà của Tuấn, trường của Tuấn, à tóm lại hai đứa này là nó học hai trường khác nhau, tức là cái bạn này đi từ đỉnh S1 cho đến đỉnh T1, bạn Mai đi từ đỉnh S2 cho đi đến đỉnh T2. Bây giờ người ta hỏi trên đường đi đấy có cái đỉnh nào mà có thể gặp nhau được không? Rồi, tổng ở trong đó T là thời gian, tính là trọng số. Đường đi từ A và B về và B về A như nhau, như vậy đây là đường đi hai chiều. Đấy. Đường đi để đảm bảo giữa các nút giao thông có thể đi đến các đỉnh còn lại, để thì điều này có nghĩa là nó tạo thành một vùng liên thông. Rồi, ok. Rồi, bây giờ các bạn quan sát bài đôi bạn nhé. Xong rồi thầy vừa kéo cái đồ thị lên, xong thầy cho mình cùng phân tích xem ở bài toán này ta áp dụng tư tưởng tìm đường đi ngắn nhất như thế nào. Xem với cái test này thì nhà ông thứ nhất ở một đi từ đỉnh 1, đỉnh 6 và đỉnh 2, đỉnh 5. Rồi. À, các bạn quan sát nhé. Ở trên đồ thị này thì ta nhận thấy cái anh này tên là anh gì nhỉ? Anh Tuấn này, anh đang ở đỉnh số 1. Trường của anh đấy là ở đỉnh số 6. Đấy. À, cái cô Mai kia thì cô đang ở đỉnh, nhà cô này ở đỉnh số 2 và trường của cô ấy là địa trường là ở đỉnh số 5. Nhiệm vụ của cô ấy bây giờ là hai bạn này là muốn hẹn nhau một ở một cái đỉnh nào đó trên đồ thị, ở đỉnh nào cũng được. Đấy. Và bây giờ anh ấy muốn hẹn mở ở một cái đỉnh nào đó để sao cho cái tổng cái chi phí thời gian đi của mỗi người mà nó có thể là tốt nhất. Đấy. Vậy thì đúng 6 giờ sáng hai người này bắt đầu đi theo con đường ít thời gian, đến trường theo con đường ít thời gian nhất. À như vậy thì rõ ràng dù chọn hay không chọn thì trên khi mà ta xuất phát từ đỉnh 1 thì cái đường đi mà có tổng trọng số ít nhất nó sẽ đi sẽ được chọn cho người thứ nhất, và người thứ hai cũng sẽ đi trên con đường tốt nhất này. Sau đó và sau đó người ta hỏi rằng là trên cái con đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến S1 cho đến T1 và con đường đi ngắn nhất từ đỉnh S2 cho đến T2, hỏi là có cách đi nào mà có họ gặp nhau ở một đỉnh nào đó không? Vậy để gặp nhau ở một đỉnh nào đó thì rõ ràng cái đường đi ngắn nhất từ đỉnh đó đi về cái đỉnh xuất phát của người này và đường đi ngắn nhất từ đỉnh đó đi về đỉnh xuất phát của người kia phải bằng nhau.
chứ một ông thì đi từ đỉnh một đi đến đỉnh bốn đấy, mọi người để ý nhé. Ông cái ông Tuấn này ông đi từ đỉnh 1 đi đến đỉnh 4 này, tổng chi phí hết là 10. Cái cô Mai này cô xuất phát từ đỉnh 2 đi đến đỉnh 5 này. Ông cô đi qua được cạnh thứ nhất là mất 5 phút, cạnh thứ hai mất 5 phút, tổng là 10 phút. Vậy thì hai người này đến đỉnh 4 cùng một thời điểm. Đấy, đây chính là cái điều kiện để hai ông này gặp nhau. Vậy thì nếu mà bài toán này thầy cho mình tiếp cận theo cái xu hướng là bước 1 liệt kê tất cả các đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 6, đỉnh 2 cho đến đỉnh 5. Sau đó ta lấy cái đỉnh chung mà nằm trên hai đường đi này và thực hiện tìm đường đi ngắn nhất quay ngược trở lại hai đỉnh xuất phát. Thì ta thấy rằng cái việc khó khăn nhất không phải là tìm liệt kê tất cả các đường đi. Cái việc khó khăn nhất của chúng ta đó là liệt kê các cái đỉnh chung mà nằm trên từng cặp đường đi đó là chi phí nó mất nhiều thời gian quá. Đấy, như thế ta tiếp cận theo cái hướng đấy thì nó sẽ hơi khó cho chúng ta. Vậy thì ta sẽ đành phải chơi cái bài là ta làm ngược lại. Thay vì việc ta đi tìm một cái đỉnh chung nằm trên cái đường đi từ đỉnh S cho đến S1 đến T1 và S2 đến T2 thì thầy nghĩ có lẽ chúng ta nên đi theo cái hướng là ta thử đi, ta thử vượt qua tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị. Đấy. Và bây giờ ta cứ với mỗi đỉnh trên đồ thị đấy thì ta lại tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh đấy về đỉnh xuất phát, đỉnh ngắn nhất đó S1 đi tỉnh ngắn nhất từ đỉnh đó đi về đỉnh S2, trong đó S1 S2 là đỉnh xuất phát của hai cái này. Nếu nếu mà cái nếu cái đường đi ngắn nhất này, bởi vì đồ thị này họ đảm bảo thành một vùng liên thông mà, nên đường đi kiểu gì nó cũng sẽ có. Nếu cái đường đi này mà tốt ấy thì ta à, không phải tốt, tốt ở đây có nghĩa là hai đường đi ngắn nhất này mà bằng nhau thì chứng tỏ rằng cái đỉnh Y mình đang xét này được xem là một đỉnh mà hai người này có thể gặp nhau. Đấy. Và từ đó thì ta nhận thấy rằng trong quá trình mình duyệt như thế ta thu được rất nhiều đỉnh trên đồ thị mà có tổng đường đi ngắn nhất từ đỉnh đó quay về các cái đỉnh kia là bằng nhau. Đấy. Vậy thì công việc thứ hai của chúng ta là ta đặt ra câu hỏi, nếu mà người ta hỏi rằng có thể gặp nhau hay không thì mình nhận thấy rằng nếu có một cái đỉnh nào đó mà có đường đi ngắn nhất về hai đỉnh kia mà bằng nhau thì đường đi đó là bằng nhau, thì chứng tỏ là có. Ghi thời gian ít nhất để anh này đến trường. Tóm lại là ta phải DFS từ đỉnh 1, à quên, phải đi tra từ đỉnh 1 S1 cho đến T1 này. S2 đến T2 này. Nút giao thông tức là trả về một cái đường đi này. Trả về một đường đi này. Bây giờ trả về nút giao thông mà hai anh này gặp nhau. Nếu có hai đường đi. Thời gian sớm nhất mà hai bạn có thể gặp nhau. Ô bài toán này quá chi là hay. Rồi, như vậy thì ta thấy rằng hai người này có thể gặp nhau này. Đường đi ngắn nhất là từ 1 đến 6, đường đi đi qua đỉnh 1, 4, 6, đường đi thứ hai là đường này. Đấy. Và cái dòng thứ tư của nó là thời gian ít nhất của cô này đến trường là 4. Sao lại 4 đường nhỉ? Cô này đi đã hết 10 phút rồi mà. Dòng thứ tư nó là gì? Mai đến trường 1, 2, 3, 4, là 30. Đây là đường đi, còn dòng này là trọng số là cái nút mà giao thông này gặp nhau à, và thời gian thì rồi ok. Như vậy thì bài toán này thì chúng ta sẽ giải quyết nó theo đúng như cái hướng thầy trò mình phân tích nhé, và thầy trò mình sẽ tiếp cận bài toán này theo hướng áp dụng giải thuật tìm đường đi ngắn nhất, nhưng không phải là bài bài toán trong đề bài người ta hỏi là tìm đường đi ngắn nhất từ S1 đến T1, S2 đến T2, đó là trường của người thứ nhất và nhà người thứ nhất và trường người thứ nhất, nhà của người thứ hai và trường người thứ hai. Đây là bài giải bài tìm đường đi ngắn nhất từ S đến T là phổ biến rồi. Cái thứ hai nữa, cái ta cần phát hiện ở trong đề này ra đó là để hai người này gặp nhau đúng thời điểm ở một đỉnh nào đó thì chi phí thời gian tính từ thời điểm xuất phát từ thằng S1 cho đi đến đỉnh thứ Y này bằng chi phí thời gian từ đỉnh
S2 đi đến đỉnh Y này. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng ta cần phải tìm đường đi ngắn nhất nhiều lần. Đấy. Bởi vì đỉnh Y của mình chạy mọi mọi đỉnh trong đồ thị mà nó áp dụng nhiều lần. Do đó nếu ta áp dụng giải thuật Dijkstra tổ chức nó thành một thủ tục thì khi ta đã gọi nó nhiều lần thì nó sẽ tự động khởi tạo lại các giá trị cần thiết nhiều lần. Vậy thì thầy cho mình áp dụng cái giải thuật này như sau. Thầy có lẽ nên copy lại một cái thằng này xuống dưới này để thầy cho mình cùng nhìn nó một cách rõ ràng hơn. Nha. Bây giờ thầy cho mình bắt đầu xác định bài toán. Ta sẽ thực hiện như sau. Ta sẽ thực hiện cái việc là đầu tiên là input của bài toán. Ta có n đỉnh, m cạnh. Cái ông này là gì nhỉ? Rồi tóm lại ta bước 1 nhập dữ liệu. Đó là input. Output của bài toán là theo đề bài thì ta cần rất nhiều thứ. Đường đi ngắn nhất từ S1 đến T1, đường đi ngắn nhất từ S2 đến T2, đường đi và trọng số. Trọng số. Thì gọi nó là thằng R min 1 R và đường đi từ S1 tới T1. Đấy. Thằng R min 2 là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S2 và đường đi từ S2 tới T2. Được rồi. Cái thứ ba ta cần đưa ra. Rồi, trọng số đường đi, trọng số đường đi, số hiệu nút giao thông là đỉnh Y là đỉnh hai bạn. Thỏa mãn điều kiện. Điều kiện ở đây đó chính là tổng thời gian đi từ đỉnh Y quay trở về đỉnh này bằng thời gian đi từ đỉnh Y này quay trở về đỉnh này. Đấy. Nên ta có thể DFS từ đỉnh này đến đỉnh này hoặc là ngược lại nhé. Ta có hai chiều, ta DFS như thế nào cũng được. Nhưng quên, xin lỗi, khỏi DFS đi tra. Thông thường thầy sẽ đi tra từ đỉnh 1 đến đỉnh 4. Nhưng mà thông thường thì ta khi đi tra thì ta tìm được đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến tất cả các đỉnh còn lại. Như vậy, đi 1. Vậy thì ta đi tra từ đỉnh này đến đỉnh này. Đấy. Nên khi ta gọi đi tra từ đỉnh này đến đỉnh kia thì ta cảm giác như giống như ta gọi for Feynman đấy, đúng không? Nhưng về bản chất của nó là ta chỉ cần quan tâm đến cái đấy thôi, đi tra d của thằng này. Nên khi code thì các bạn có thể code nó thành hai giải thuật đi tra cũng được để ta thu được hai thứ, hai trọng số. Rồi bây giờ cái ta xác định được input output rồi, ta bắt đầu sang ta xác định là giải thuật thuật toán. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thuật toán để giải bài toán này. Thì ta nhận thấy là ta cần phải làm một số các cái việc. Ta nên tổ chức cái thủ tục đi tra 1. Đấy. Để đi tra từ đỉnh ta tổ chức giải thuật đi tra 1. Cái giải thuật này sẽ thực hiện cái công việc là tìm đường đi ngắn nhất từ S1 tới T1. Sau đó ta lại tổ chức, thì ta sau khi tổ chức xong các bạn chạy thử đưa ra được kết quả, nó tìm được đường đi S1 đến T1 đúng rồi. Ta tổ chức đi tra 2 để đi tìm đường đi ngắn nhất từ S2 cho tới T2. Bên cạnh đó thầy thu được cái mảng D1. Đấy, để lưu tổng lưu đường đi ngắn nhất từ đỉnh S1
tới tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị nhé. Đấy, lưu được cái thằng DI1. Tương tự như vậy thì thu được cái mảng D2 là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S2 đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị. Thì rõ ràng ta nhận thấy rằng khi ta đi đến một đỉnh nào đó, nếu đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 cho đến đỉnh thứ y và đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 cho đến đỉnh thứ y, tức là hai thằng này bằng nhau, thì chứng tỏ rằng đỉnh y này là cái đỉnh mà họ có thể gặp nhau được nhé, có thể gặp nhau được. Đấy. Và ta nhận thấy rằng với cái bộ dữ liệu mà khá phức tạp thì rõ ràng ta phải mất rất nhiều thời gian cho cái việc kiểm tra xem cái đỉnh đó có nằm trên đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T hay không. À, tuy nhiên với cái bài toán này, với bài toán thì trọng số của bài toán ta có thể nhận thấy trọng số của bài toán có thể là có nghiệm duy nhất, thì khi đó bài toán này giải quyết một cách khá nhẹ nhàng. Với bài toán có nghiệm duy nhất có đường đi ngắn nhất là duy nhất, thì cái việc kiểm tra cái đỉnh y thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là D của D1Y bằng thằng D2Y. Đây là cái điều kiện thứ nhất. Với cái điều kiện này thì chứng tỏ rằng D1Y là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S1 cho đến đỉnh Y. D2Y đường đi ngắn nhất từ thằng S2 cho đến đỉnh Y. Hai đỉnh này bằng nhau thì chứng tỏ đỉnh Y này, hai người này có thể gặp nhau. Và cái công việc thứ hai của chúng ta cần phải kiểm tra xem là cái đỉnh Y có nằm trên đường đi ngắn nhất từ thằng S1 cho tới thằng T1 và từ thằng S2 cho tới thằng T2 hay không. Đấy. Thì khi lưu cái thằng đường đi này thì các bạn nên lưu nó vào một cái thằng nào đó để tìm kiếm cho nó nhanh. Các bạn có thể sử dụng đẩy nó vào trong thằng set, sau đó sử dụng thằng set.file. Các bạn có thể sử dụng thằng vector, các em có thể sử dụng một cái thằng nào đó, thằng map, unordered set, dùng cái gì cũng được để các em kiểm tra xem nó có xuất hiện hay không. Đấy. Thông thường thì thầy sẽ sử dụng thằng unordered set để lưu các cái đỉnh trên đồ thị đi qua. Còn các bạn là sử dụng mảng cha để lưu nó cũng được. Nó lại dùng cái gì lưu cũng được. Dùng mảng một chiều cũng được. Như vậy tới thời điểm này thì các bạn thấy rằng là khi ta áp dụng như trên thì thầy trò mình thu được hai thứ. Thứ nhất là ta thu được mảng D1, D2 lưu đường đi ngắn nhất từ đỉnh S1 cho đến cái đỉnh thứ Y và S2 đến đỉnh Y. Và tất cả các đỉnh Y thỏa mãn điều kiện thì là cái đỉnh Y có D1 Y bằng D2 Y. Và thứ hai là đỉnh Y phải nằm trên đường đi ngắn nhất từ S1 đến T1 và S2 đến T2. Thì khi đó cái đỉnh này mới là thỏa mãn. Vậy thì với mỗi bộ test của bài toán này, nếu cái trên cái đồ thị mà có đường đi là duy nhất, đường đi ngắn nhất từ đỉnh S1 đến S2 đến T1 và S2 đến T2 là đường duy nhất, thì cái bài toán kiểm tra một đỉnh nằm trên đấy nó thực sự là khá nhẹ nhàng. Nhưng khi bài toán của chúng ta sẽ có nhiều đường đi ngắn nhất, ví dụ như hôm trước trong cái bài Forbel ở bên trên ấy, bài BPL ấy, là trên đồ thị có nhiều đường đi ngắn nhất, thì rõ ràng thì việc có nhiều đỉnh y này là nhiều đỉnh gặp là có thể gặp nhau là tốt, nhưng có một số các đỉnh có thể gặp nhau nhưng nó lại không nằm trên đường đi ngắn nhất đấy, hoặc là nó nằm trên đường đi ngắn nhất này nhưng nó không nằm trên đường đi ngắn nhất khác, thì nó cũng được chấp nhận. Vậy thì khi đó ta sẽ có một cái bài toán là bài toán liệt kê tất cả các đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh D. Đấy. Thì ta chỉ với các bài toán tìm đường đi ngắn nhất này thì việc kiểm tra đỉnh này nó khá dễ dàng nhé. Nó khá dễ dàng. Và các bạn sẽ cần cài đặt nó nhé.
Nên ở đây thì ta bỏ chữ từ khá dễ dàng, thuật toán khi chữ khá dễ dàng thì còn gì nữa là đề thi. Rồi. À, còn với cái bài toán có nhiều đường đi ngắn nhất từ các cái đỉnh S1 tới T1 và S2 đến T2 ấy, thì ta sẽ cần phải giải quyết một cái bài toán khá thú vị. Đó là bài toán là liệt kê tất cả các cái đường đi ngắn nhất từ đỉnh S1 cho tới T1 và S2 cho tới T2. Đấy. Và khi đó thì ta nhận thấy rằng với mỗi cái đỉnh Y mà ta vừa có được thì ta cũng phải cần kiểm tra xem đỉnh Y nằm trên đường này, đường đi ngắn nhất này, và đỉnh Y có nằm trên đường ngắn nhất đường đi đường kia hay không. Thì khi đó chỗ này thì ta cần phải có kỹ thuật cài đặt tốt. Vậy thì trong cái bộ test thầy sẽ xây dựng cho cái bài toán này thì ta sẽ xử lý test với trường hợp nghiệm duy nhất đã nhé. Rồi còn cái bài tập kế tiếp của chúng ta là bài tập phát sinh từ bài toán này mà ở buổi trước ta chưa làm được. Ở buổi trước thầy đã giới thiệu các bạn ý tưởng của giải thuật tìm đường đi ngắn nhất và cốt kia cổ điển của bài toán Dijkstra. Rồi thì ở cái buổi hôm nay thì thầy đã giới thiệu các bạn là bài toán giải thuật Dijkstra cơ bản nhất có thể áp dụng cho mọi cái bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thì ta nhận thấy ta cần phải áp dụng giải thuật Dijkstra nhiều lần trên một đồ thị. Đấy. Và do đó cái việc cải nên tổ chức nó thành một chương trình con để việc khởi tạo lại giá trị và xây dựng lại đồ thị và đi tra lại nhiều lần. Và với cái bài toán này thì ta lại cần có thêm một cái nhu cầu, đó là nhu cầu liệt kê tất cả các bài đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Và đây chính là một cái bài tập đồ thị mới rất hay cho cái bài tập áp dụng kế tiếp. À rồi, như vậy thì với cái bài toán như trên thì ta nhận thấy rằng là nếu khi ta trong chương trình chính, bây giờ ta quay trở lại chương trình chính thì ta có bước 1 thì ta thực hiện nhập dữ liệu. Bước thứ hai ta thực hiện là gọi thầy giải thuật là Dijkstra. Một. Sau đó ta lại gọi luôn cái thằng Dijkstra 2. Có quyền không? Biết thầy đã xét thời gian chưa? Không lại hệ thống lại treo hết mất thời gian. Bạn kiểm tra này. Rồi, vẫn còn thời gian thoải mái. Rồi. Khi đó thầy sẽ thu được mảng D1, D2. Bây giờ sang ở bước 3. Thầy sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cái đỉnh nằm trên đồ thị. Tất nhiên thì hai người đấy hoàn toàn, nếu dữ kiện đề bài không ràng buộc thì hai người này hoàn toàn có thể gặp nhau ở đâu đó trên đồ thị. Đấy. Với các bài toán khác nhau thì cái ràng buộc gặp nhau nó khác nhau. Nhưng tất nhiên thì hai người không thể gặp nhau ở đỉnh xuất phát được. Bởi vì khi hai người cùng xuất phát từ một thời điểm thì anh này đi được 5 phút thì anh kia cũng phải đi được 5 phút vậy. Duyệt qua tất cả các cái đỉnh từ 1 đến N. Nếu cái thằng đỉnh Y này khác cái đỉnh xuất phát là đỉnh S1 và đỉnh Y này khác cái đỉnh xuất phát thằng S2 thì khi đó ta kiểm tra xem nếu cái thằng D1 của đỉnh Y mà bằng thằng D2 của đỉnh Y. D1 của đỉnh Y thì chứng tỏ rằng đường đi từ đỉnh Y này quay trở về thằng S và đỉnh S1 và đỉnh Y này quay trở về thằng S2 có tổng thời gian đi là bằng nhau và có đường đi đúng không? Bởi vì ta nhận thấy rằng đến một thằng DI mà tổng đường đi của nó tại thời hai thằng này mà bằng nhau thì chứng tỏ rằng là đây chính là đỉnh Y nằm có thể nằm trên đường đi từ đỉnh từ nhà đến trường của hai bạn này. Thì ta sẽ thực hiện cầm cờ. Ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ, ta khởi tạo P bằng 1 để tí nữa ta sẽ ra nhất là có đường đi và ta có thể lưu cái đỉnh Y vào chỗ nào đó. Ta thực hiện lưu đỉnh Y. Với một cái bài toán mà cần liệt kê tất cả các loại các đỉnh mà người này có thể gặp nhau thì các bạn nhớ nhé, chỗ lưu đỉnh Y này các em dùng nó, các bạn lưu nó vào một cái queue, lưu vào nó vào một cái vector hay lưu vào đâu đó, hoặc lưu vào một cái set đều được. Rồi thì khi đó ở bước 3
Thì ở bước 4 thì ta trả lời một số câu hỏi của bài toán. Thì bước đầu tiên thì ta nhận thấy nếu của P của thầy, trước đó thì thầy khởi tạo, trước khi đi tra thì có một cái thao tác khởi tạo cái biến cờ, khởi tạo bằng không. Đấy. Trong quá trình duyệt thì ta khởi tạo, phát hiện thì khởi tạo. Nếu P của thầy mà bằng không thì thầy xeo ra là nâu. Ngược lại thì ta đưa ra là yes, là vậy dòng thứ nhất vậy thể hiện là có đường đi hay không. Cái dòng thứ hai người ta hỏi đường đi ngắn nhất từ S1 đến đến T1, vậy thì mình đưa cái thằng D1 của thằng T1 ra. Đấy. Thằng T1 ở đây đó chính là đỉnh N, đỉnh khoan nào, như là phải đây 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 đỉnh T1 T2 đấy chứ không phải đỉnh N đâu, tổng quát là đỉnh T1. Đấy. Đi từ S1 đến T1. Đấy. Sau đó ta liệt kê đường đi từ S1 cho tới T1 đi. Lưu ý rằng trong cái quá trình truy vết đường đi của mình nó sẽ bị ngược. Do đó thì chỗ này ta sẽ thực hiện tan đi, thực hiện đảo đường đi. Để đảo đường đi có một cái cách rất hay, thông thường thầy trò mình hay sử dụng cái mảng chây để lưu đường đi đúng không? Vậy thì trước thay vì việc xe cái thằng V bằng chây của V ra thì ta sẽ thực hiện là đẩy cái thằng V đó vào trong một cái stack. Ưu điểm của thằng stack là đó là sau khi đảo vào một đường thì lôi ra nó lại là một nẻo, tức là vào sau ra trước. Đấy. Nên nó sẽ bị ngược, lật ngược trở lại. Còn nếu không ta nhiều sử dụng nhiều kỹ thuật cài đặt nữa. Nên ta dùng cái stack để đảo đường đi nhé. Trước khi đưa ra rồi xong bước kế tiếp ta thực hiện đưa thằng D2 T T2 là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S1 à S2 cho đến đỉnh T2. Sau đó tương tự như vậy ta liệt kê cái đường đi này ra. Vậy thì ta đặt ra câu hỏi với cái một cái đồ thị có nhiều cạnh, nhiều đường đi thì sao? Thì với tí nữa với cái dữ liệu kiện của cái bài toán Brand này thầy chỉ cần yêu cầu các bạn cài đặt được một đường đi nhé, và đồ thị nó chỉ có một đường đi duy nhất thôi, còn đồ thị mà có nhiều đường đi thì nó là bài sau của bài toán này. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là cái dòng này là cái gì nhỉ, thời gian sớm nhất để đôi về các đôi bạn này có thể gặp nhau, bởi vì hai bạn này gặp nhau ở đỉnh U đúng không, đỉnh lưu ở cái đỉnh Y này, do đó cái thời gian sớm nhất của nó đó chính là cái thằng DI nhỏ nhất. Cái trong các cái đỉnh Y này thằng nào mà có thằng DI nhỏ nhất đó chính là kết quả của bài toán. Vậy bước này thì ta sẽ tìm cái Y mà có cái thằng DI D1Y, hoặc là vì khi đó D1Y bằng D2Y mà. Ở đây thầy mở ngoặc để tránh các bạn hiểu nhầm. Đấy, nhỏ nhất thì trong cái quá trình mình cập nhật thì các cái đỉnh Y nằm trên đồ thị này thì nó có thể có rất nhiều đỉnh, thì các bạn sẽ lần lượt lấy các cái đỉnh đó ra và ta lấy gọi D D của cái thằng đỉnh Y đấy, thì bởi vì trong quá trình đi tra ta thu được cái mảng D này có sẵn rồi và ta hoàn toàn đưa được nó ra. Đấy. Như vậy thì với các bước như trên thì ta nhận thấy rằng nếu như ở bài trước ta áp dụng giải thuật đi tra nhiều lần để với các cái đồ thị thay đổi, thì ở cái bài toán này thì ta vẫn chỉ có một đồ thị thôi, nhưng ta lại đi tra hai lần, và đi tra hai lần này thì ta lại thu được hai cái khác nhau, do đó ta tổ chức nó thành hai thủ tục đi tra khác nhau. Trong kinh nghiệm cài đặt của thầy và cũng giống như các bạn học sinh trước đây, đó là các em chỉ cần code một cái đi tra chuẩn, sau đó một số các bạn biết truyền tham biến thì truyền tham biến vào để ta thu được các mảng D khác nhau. Nhưng để tránh xin lỗi, các bạn chỉ cần code một cái giải thuật đi tra chuẩn để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S1 đến T1. Các bạn chạy thử chương trình để thấy nó ra được đường đi ngắn nhất đúng rồi. Các bạn copy paste nó xuống dưới và sửa D1 thành D2, sửa các cái trọng số nữa là xong nhé. Chứ không code hai cái độc lập thì mất công, và nhiều khi một cái bên trên sai dẫn đến cả một cái sai một cái đúng thì chạy mãi nó không ra nghiệm.
Tất nhiên khi code đi tra cơ bản, giống như khi nãy sử dụng cái code của bạn Quân thì các bạn code 100 một lần đảm bảo đúng 100%. Các bạn code thành công rồi thì các em nên sử dụng thêm code đi tra hit, nó cũng khá dễ nhớ như cái code của bạn Thuận ở bên trên nhé. Đấy, như vậy thì ở cái bài toán này thì ta nhận thấy rằng giải thuật đi tra nó được gọi hai lần độc lập khác nhau để nó thu được hai cái đối tượng khác nhau. Đấy. Và cái tính mới ở cái bài toán này ta chỉ ra được rằng hai người này có thể gặp nhau được ở trên đồ thị khi đường đi ngắn nhất từ đỉnh này quay trở về đỉnh xuất phát bằng đường đi ngắn nhất từ đỉnh này quay trở về đỉnh thứ hai. Và đường đi ngắn nhất của đỉnh Y này nó chính là thằng DI thu được. Hay nói cách khác, đó chính là thằng D1Y bằng thằng D2Y. Đấy, cái tính mới ở cái bài toán này nó thể hiện, mình phát hiện ra được là bài toán này. Thế có bạn bảo thưa thầy em đã áp dụng giải thuật DFS được không? Thì tất nhiên hoàn toàn được thôi. Ta vẫn áp dụng DFS bình thường, for Bellman bình thường và giải thuật Dijkstra như bên trên. Từ đấy thì ta nhận thấy rằng giải thuật for Bellman cũng giống như giải thuật DFS, nó đa dụng hơn nhiều so với cái mà cả mọi người đang dùng bây giờ. Và thầy mong muốn trong với các bài toán này các em hãy code ít nhất được 3 cách hoặc là 4 cách nhé. Vậy thì ta hãy cố gắng lưu ý. Rồi, ta tốt nhất lưu ý để tách nó ra. Với cái bài toán này thì mọi người có thể thực hiện cài đặt theo 3 cách. Cách thứ nhất là theo 4 cách. Vì thầy trò mình đang học cái kỹ thuật cài đặt chương trình mà, chứ không học bài toán tủ. Thầy không thầy đi dạy cũng giống như các bạn học sinh của thầy, không tuyệt đối không bao giờ học bài toán tủ, bởi vì học bài toán tủ đi thi trượt tủ chắc. Đấy, chẳng mấy khi trúng tủ đâu. Ở trong nhóm mình có bạn nào đi thi trúng tủ hay không? Đấy. Cách thứ nhất áp dụng DFS, cải tiến thành DFS. Ôi giời, vui chưa gì mà chúng tôi học cả dân IT của mình. Ui giời, thế thì tủ đè mà không thở được nên cũng nghèo đúng không? Rồi ta sử dụng for Bellman. Rồi đi tra cơ bản. Không biết chữ đi trả để viết có đúng không, đúng không nhỉ? Như vậy thì các bạn hãy tổ chức thuận chúng được tổng tích lũy chữ X. Ừ, rất tốt. Ừ. Thế chắc chắn là giải có số rồi. Như vậy thì với cái bốn cái cách như trên thì tới thời điểm này các em có thể áp dụng tư tưởng giải quyết đồ thị để giải quyết bài toán này một cách trọn vẹn, và nhiệm vụ của các bạn là cần cài đặt thành công nó nhé. Tới đây thì thầy sẽ gửi cho tới các bạn, các em cái nội dung của cái file bài giảng này, và cũng mong rằng các em hãy cài đặt thành công cái giải thuật như trên. Thầy sẽ tạo test của các bài đồ thị này và up lên trên server để mọi người sẽ chấm nộp lên các bài này. Trước buổi học kế tiếp thì chúng ta cần phải cài đặt thành công mỗi bài ít nhất là bởi một cách. Thông thường thì do chúng ta đã học được giải thuật for Bellman, DFS ta đã học trước rồi, for Bellman đã học tốt rồi, và bây giờ ta sao chỗ này chỗ đưa giải thuật Dijkstra thì chưa đánh dấu nhỉ? Bài tập áp dụng rồi thôi. Bây giờ thì ở phần này thì các em hôm nào thì đánh lại cái mục lục sau đại loại tra cứu đây cho nó dễ tra cứu đây. Rồi, như vậy thì qua cái nội dung của bài hôm nay thì về một lần nữa thì ta nhắc thấy rằng là trong cái đề thi ở mức độ cấp cơ sở nói chung, tức là cấp tỉnh đổ xuống, thì cái giải thuật Dijkstra thường là một trong những giải thuật có thể giúp cho các bạn đạt điểm được tối đa của các bài thi ở mức độ cấp tỉnh nhé.
Và kể cả mức độ lập đội tuyển các bạn mà cài đặt thành công được cũng đã đạt được tối đa rồi. Do đó với cái yêu cầu cần đạt của cái thầy đang hướng dẫn các em, thầy chỉ cần các em cài đặt thành công được giải thuật digit trả cơ bản nhé. Ở trong phần trên thì có digit trả cơ bản của bạn Quân, thầy đã up lên trên ở trong nhóm rồi. Digit trả của bạn Quân, có digit trả của bạn Thuận, rồi có digit trả cơ bản sử dụng Prolific của anh Nguyễn Tiến Trung Kiên. Đấy. Là đây là những cái nguồn code digit trả mà ta đọc có thể hiểu ngay. Đấy. Và ta hoàn toàn có thể cài đặt nó trong một nốt nhạc. Chỗ nào mà khó quá ta học thuộc các em nhé. Nhưng mà ta phải hiểu được bản chất của giải thuật để sau này khi nhìn vào một bài tập các em có bật lên được ý, à bài này quá trình digit trả ta thu được hai thứ, một là trọng số đường đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát đến các đỉnh còn lại, cái thứ hai ta thu được đó là danh sách các đường đi ngắn nhất đấy, từ đó thì ta sẽ thu ra được. Vậy từ đây thì ta cũng sẽ có thêm một cái bài tập mở rộng cho tất cả các bạn, chính là cái bài tập mà xuất phát từ cái bài toán này ra. Chị đâu nhỉ? Đấy. Bài toán ta có một cái bài toán mở rộng rất hay mà thầy trò mình cần phải làm.